What's up? Xin chào 500 anh em. Chúng ta lại quay trở lại với kênh channel BossGear. Thì hôm nay mình lại tiếp tục review cho các anh em một sản phẩm mới. Thì đây chính là một cái sản phẩm mới của BossGear và nó có cái nhãn BossGear ở đây, thì có nghĩa là đây chính là sản phẩm do chính bên mình đặt làm riêng cho BossGear thôi. Thì đầu tiên các bạn có nhìn thấy cái hộp của nó là hộp giấy hoàn toàn và hình vuông, chỉ có mỗi cái logo BossGear phía trên thôi. Thì nhìn qua cái hình này thì các bạn cũng đã đoán được là cái sản phẩm này là gì rồi chứ. Thì bây giờ mình sẽ cùng vào mở hộp cái sản phẩm này nhé. Ok, thì chúng ta sẽ mở hộp chiếc này rất là đơn giản thôi, vì nó chỉ là hộp giấy không có gì màu mè hết. Đó, mở ra. Đó. Ở bên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái lót chuột hình PUBG ở đây. Đây là lót chuột bằng vải, cũng khá là to, in rất là sắc nét cái logo của PUBG Battleground đấy. Đó, hai mặt và được bọc dù luôn, viền được bọc dù khá là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua một bên. Rồi, còn sản phẩm chính là cái sản phẩm này đây. Đó, một cái tấm lót chuột cứng được nằm ở trong một cái khay nhựa màu đen. Đó, và cái khay nhựa này được làm khít với lại cái lót chuột, nên khi mở thì nó sẽ hơi cứng một chút. Các bạn hãy mở cẩn thận nhé. Rồi, nó sẽ được bọc trong cái lớp ni lông. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ không còn gì hết. Bỏ cái hộp ở một bên, để cái nhân vật chính là nằm ngay đây. Rồi, các bạn đã thấy được cái chiếc lót chuột cứng ở ngay đây. Đây là một chiếc lót chuột của BossGear V2. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái logo BossGear đây. Tuy nhiên thì cái logo này không phát sáng nha các bạn, mặc dù cái đèn LED của nó là đèn LED RGB, và nó sẽ có đèn LED chạy vòng quanh khu vực này của cái lót chuột. Đó, và đi sơ qua một chút thì cái quan trọng nhất chính là cái bề mặt sử dụng của cái lót chuột này. Thì chúng ta sẽ có cái bề mặt sử dụng chính, đó chính là bề mặt bằng nhung. Đó, bằng vải nhung như thế này, rất là mềm, mượt. Và cái loại nhung như thế này thì sẽ cho cái tốc độ chuột di chuột cao hơn và chính xác hơn so với bằng mặt vải. Ở phía mép thì chúng ta sẽ được bọc một cái lớp nhựa ở phía mép như thế này cho nó bóng lên, nhìn khá là đẹp. Đấy. Và một cái đặc biệt nữa của cái con lót chuột này, đó chính là khi mà mình sử dụng, mình lật sang mặt sau thì mình cũng có thể sử dụng cái mặt sau này làm cái lót chuột luôn. Thì cái bề mặt đằng sau này lại chính là bề mặt bằng cao su. Và cái bề mặt này thì nó sẽ cho cái tốc độ di chuột nó chậm hơn, nhưng mà nó lại là thuộc bề mặt control, tức là nó sẽ có cái độ chính xác cao hơn là cái bề mặt phía trên. Đó, bề mặt như thế này. Và chúng ta sẽ có đèn LED, nhìn thấy rõ cái thanh LED xung quanh ở đây. Thì cái bề mặt này sẽ cho cái độ sáng của LED tốt hơn, cũng như là cái hắt sáng LED của nó lên sẽ đẹp hơn, nhìn rõ cái độ LED hơn. Và nếu như mà các bạn không thích cả hai bề mặt này mà thích bề mặt vải, thì đó là lý do vì sao mà bên mình đã có tặng kèm luôn cho các bạn cái lót chuột này. Thì các bạn có thể kê lên trên đây để mình lót lên và mình di chuột ở trên cái bề mặt này. Nếu không thì mình có thể lót ở phía dưới này. Đó, rất là tiện lợi như thế này luôn, lót hai tấm cho nó dày. Đó, rất là ngon. Rồi, vậy thì mình sẽ chuyển sang một chút các cái chi tiết khác. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái bằng kim loại để mà giữ cố định cái phần điều khiển LED cũng như dây cáp. Đó. Về phần dây cáp thì chúng ta sẽ có dây cáp bọc dù rất là chắc chắn và có độ dài khoảng 1,5 m, đồng thời là vẫn có cục chống nhiễu, và cái cổng giao tiếp sẽ là cổng USB Type A. Thì cái cổng này thì các bạn có thể cắm vào bất kỳ cái cổng USB nào trên PC nhé, để mình sử dụng, miễn sao có điện là được. Về cái kích thước của cái pad chuột này thì chúng ta sẽ thấy được cái kích thước bề ngang sẽ là 35 cm và kích thước bề dọc tức là khoảng tầm 25 cm, đủ để cho các bạn có thể di chuột thoải mái. Đây mình sẽ thử một con chuột để lên đây. Đó, các bạn đã thấy là một con chuột thì mình để lên là có kích thước của cái chuột cũng khá là to. Đó, đủ có thể các bạn có thể vẫy hoặc là lướt chuột thoải mái trên cái pad chuột như thế này. Với kích thước như thế này thì tuy nhiên các bạn lưu ý là kích thước này nó cũng sẽ hơi to, hơi dài một chút so với những cái bạn nào mà có cái bàn nhỏ, thì mình sẽ để hơi khó khăn. Nếu như mà các bạn thấy chật quá thì các bạn có thể xoay dọc cái này lại. Đó, như thế này thì các bạn có thể để dọc như thế này. Thì nó sẽ vừa hơn, giống như là cái bàn của mình đây, do cái bề ngang của nó có giới hạn thôi, cho nên là mình sẽ để dọc như thế này thì nó sẽ ít diện tích hơn. Đó, còn nếu như mà các bạn sử dụng bàn phím TKL hoặc là cái bề ngang của cái bàn của mình rộng thì mình có thể để ngang như thế này để cho mình di chuột có thể thoải mái hơn. Và cái đặc biệt hơn nữa về cái pad LED này, đó chính là cái phần mềm. Thì cái combat LED này có tới 11 chế độ LED và nó là LED RGB. Mình có thể tùy chỉnh được bất kỳ màu nào của LED và cũng như là các cái chế độ chạy nhanh hay chậm, hay là mình thích chạy chiều nào, hay là có những cái chế độ như thế nào thì mình có thể điều chỉnh được độ sáng nữa. Đó, rất là ngon. Đây, bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem cái phần, đó là phần LED của con này, chính là cái phần chính. Sau khi mình cắm vào trong cổng PC thì bây giờ mình các bạn thấy đèn LED của nó. Nếu như mà các bạn để mặt nhung thì cái đèn LED của nó sẽ được hắt xuống dưới phía dưới trên dưới bàn như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó đã khá là mỏng như thế này đây, và cái đèn LED của nó sẽ hắt xuống phía dưới. Tuy nhiên thì nếu như mà mình để chế độ như thế này thì cái đèn LED của nó sẽ không được hắt sáng lên mà nó hắt xuống dưới, cho nên nó sẽ không được sáng lắm. Và nếu như mà các bạn muốn thiệt là sáng thì chúng ta có thể lật ngược lại như thế này. Đây, các bạn đã thấy sự khác biệt rất là rõ ràng. Đó, lúc này thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái viền đèn LED chạy xung quanh. Đó. Và con này đang có ở chế độ đó là chế độ Rainbow, tức là nó sẽ chạy tất cả các màu. Đó, chạy vòng quanh ở trên cái bát này. Cái này mình có thể tùy chỉnh chế độ cũng như là các chế độ của nó nhanh chậm trên phần mềm chỉnh LED luôn. Thì bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn cùng xem nhé. Ok, đầu tiên thì các bạn thấy đây là chế độ chạy 7 màu xung quanh. Thì mình cũng có thể tăng giảm tốc độ của nó lên. Đó, mình có thể tăng tốc độ cho nó chạy, hoặc là mình có thể giảm tốc độ xuống. Đó, nó sẽ chậm lại. Còn nếu không thì mình có thể đảo chiều của LED. Đó, chạy ngược lại chiều kim đồng hồ, hoặc là chạy xuôi chiều theo chiều kim đồng hồ. Rất là đơn giản. Rồi mình sẽ sang chế độ thứ hai nhé. Chế độ thứ hai là chế độ sáng một màu. Thì cái này mình có thể tùy chỉnh thôi. Mình tùy chỉnh bất kỳ màu nào trên bảng màu cũng được. Đó, ok, nó sẽ có một cái dải đèn LED RGB. Ví dụ như là mình muốn chuyển sang màu xanh lá cây nhé. Đó, các bạn đã thấy là LED nó đã chuyển sang màu xanh lá cây. Còn nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể chuyển sang màu hồng này. Đó, hoặc là có thể là sang màu trắng. Đấy, rất là đơn giản. Còn có nhiều chế độ nữa, ví dụ như là chế độ breathing, tức là chớp tắt. Đó. Về chế độ này thì chúng ta có thể đổi sang chớp tắt theo kiểu nhiều màu. Nó sẽ tự động đổi màu luôn. Mỗi lần chớp tắt thì nó sẽ tự động đổi màu, mà mình có thể quy định được những cái màu nào mà nó đổi ở trong phần mềm. Đó. Đây là chúng ta trở lại với chế độ là colorful way, tức là cái chế độ này nó sẽ khác với cái chế độ kia một chút, thì nó sẽ kiểu như là để chớp tắt từng khúc một. Đó, nó khác với lại cái chế độ đầu tiên. Mình cũng có thể chỉnh tốc độ cũng như là chỉnh cái độ sáng. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ sang chế độ neon, tức là neon nó sẽ sáng liên tục nhưng mà nó sẽ đổi màu luôn, vừa sáng vừa đổi màu. Nó sẽ đổi tất cả các màu. Đó. Chế độ tiếp theo là chế độ Cloud Guardian. Thì cái chế độ này nó sẽ kiểu dạng như là đổi vị trí màu LED cho nhau, và nó sẽ đổi chéo. Cái chế độ này thì cũng khá là chậm. Tiếp theo là chúng ta sẽ có chế độ sáng từ trên xuống dưới. Đó. Nó sẽ chạy sáng từ trên xuống dưới. Cái này mình cũng có thể tăng giảm tốc độ cho nó luôn. Đó. Tiếp theo là chế độ Starry. Chế độ này giống như là chế độ đèn cảnh sát vậy. Nó sẽ nhảy ngẫu nhiên ở các cái vùng màu khác nhau. Chế độ tiếp theo sẽ là chế độ Blink. Blink này thì nó sẽ chế độ nó sẽ chớp tắt nhanh hơn, và mỗi lần chớp tắt thì nó sẽ tự động đổi màu luôn. Nó khác với lại cái chế độ breathing nhé. Breathing tức là nó sẽ sáng dần và tối dần. Đó, và cuối cùng là chế độ tắt LED. Thì chế độ này nó sẽ không có bất kỳ LED nào sáng hết. Rồi chúng ta quay lại chế độ đầu tiên, chế độ Hot Racing, tức là cái chế độ này nó sẽ chạy vòng quanh. Đó, mình cũng có thể chạy chỉnh chậm lại cho các bạn nhìn thấy cái hiệu ứng của nó chạy vòng quanh như thế này. Đó. Ok. Rồi mình có thể đảo chiều luôn, các bạn có thể thấy rõ ràng hơn. Đấy. Đảo chiều. Đó. Và cái phần mềm này hoàn toàn bằng tiếng Anh nha các bạn. Đó, bên mình hỗ trợ có patch tiếng Anh đàng hoàng luôn. Ok, thì mình đã review xong cho các bạn con patch LED BossGear Maupad RGB V2. Thì đây chính là một cái bản nâng cấp của con patch LED cũ. Đó, thì có thể đây là một cái bản nâng cấp khá là đáng tiền, với bây giờ nó giá của nó là khoảng 550, nhưng mà mình có cả phần mềm được tặng kèm một cái lót chuột PUBG rất là đẹp đó, và cái LED của nó cũng đa dạng hơn, có thể điều chỉnh được nhiều hơn, và có cả mặt nhung, mặt nhám và cả mặt vải như thế này, quá là tuyệt vời. Thì đối với tầm giá khoảng 550 thì các bạn có thấy cái bát chuột này ok hay không? Nếu như mà các bạn có ý kiến gì về chiếc bát chuột này thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like và subscribe giúp mình đấy. Bye bye. Phải nói là đẹp vãi cả nồi chứ.